Tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Chiều ngày 1 tháng 3, sau một ngày xét xử và nghị án kéo dài, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hàn Ni, sinh năm 1977, quê Quảng Ngãi, 1 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 24 tháng 2 năm 2023 Bị cáo Trần Văn Sĩ, sinh năm 1957, quê Trà Vinh, 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, các kết luận giám định cũng như lời khai của các bị cáo đã được tranh tụng công khai tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định có đủ cơ sở để xác định hành vi phạm tội của các bị cáo như cáo trạng nêu. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm quyền quản lý nhà nước. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị cáo đã vi phạm luật an ninh mạng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do vậy, việc viện kiểm sát truy tố và hai bị cáo bị xét xử theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội. Các bị cáo đã đưa những thông tin không đúng, thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng giám đốc công ty cổ phần đại nam và ông huỳnh uy dũng chồng bà hằng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đại nam trong đó bị cáo hàn ni thực hiện hành vi trong một buổi live stream bị cáo sĩ thực hiện trong nhiều buổi live stream liên tiếp tình tiết được ghi nhận tăng nặng trách nhiệm hình sự mỗi bị cáo tự ghi hình phát lên mạng xã hội quá trình lượng hình hội đồng xét xử cũng xem xét tính chất hành vi phạm tội của từng bị cáo các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo trong đó cả hai bị cáo đều được ghi nhận có thành tích xuất sắc trong công tác tại phiên tòa bị cáo sĩ thành thật khai báo có thái độ ăn năn hối cải trong khi đó bị cáo hàn ni ban đầu chưa thật sự ăn năn hối cải nhưng về sau bị cáo này đã nhận thức được hành vi của mình nên hội đồng xét xử vẫn cho bị cáo này hưởng tình tiết giảm nhẹ nhưng ở mức độ hạn chế Hội đồng xét xử cho biết bị cáo Hàn Ni có hai tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nên hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 điều 54 bộ luật hình sự để tuyên phạt bị cáo này ở khung hình phạt dưới khung mà Viện Kiểm sát đã truy tố. Về trách nhiệm dân sự, do những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu bồi thường, nên hội đồng xét xử không xem xét. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm các hành vi phạm tội của các bị cáo còn là nguyên nhân thúc đẩy bà Hằng livestream liên tục gây mất trật tự trị an trên mạng xã hội một thời gian dài. Hội đồng xét xử cũng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị chức năng để điều tra, xác minh và thu thập thêm các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các chủ tài khoản Facebook tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương, Đàm Ngọc Tuyên, Xóm Nhiều Chuyện, Giác Tịnh Nhân, Maria Trần, Đinh Thu Hiền, Vô Thường, Đinh Lan, các tài khoản YouTuber tên Kim Mau TV Hoàng Ngọc, Hot News, Happy Media, Biên Niên Tiểu Sử, Lan Đinh. Sáng mùng 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bà Đặng Thị Hàn Ni, 46 tuổi, luật sư, nhà báo và luật sư Trần Văn Sĩ, 66 tuổi, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Gần 8 giờ sáng, hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ được dẫn giải tới tòa. Các lực lượng nhanh chóng đưa hai bị cáo vào phòng chờ xét xử. Bà Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam cùng chồng là Huỳnh Uy Dũng, cũng được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, trước phiên xử, cả bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng cùng có đơn xin vắng mặt. Hội đồng xét xử do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa, bà Lê Thị Thanh là thẩm phán dự khuyết đại diện cho Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa là ba kiểm sát viên Nguyễn Quang Duyệt, Trần Quang Trung và Trương Thế Bằng. Các luật sư Đỗ Doãn Đại, Ngô Huỳnh Phương Thảo bào chữa cho bị cáo Đặng Thị Hàn Ni. Các luật sư Nguyễn Thái Quỳnh Trâm, Nguyễn Tuyết Nhung, Trương Ngọc Sơn và Trần Văn Độ cùng bào chữa cho bị cáo Trần Văn Sĩ. Thời điểm trước phiên tòa này đã có những tranh cãi về tội danh, các cơ quan tố tụng cuối cùng thống nhất vụ hai bị cáo Hàn Ni, Trần Văn Sĩ chỉ phạm một tội danh và nay tòa án chỉ xử một tội. Viện Kiểm sát trong cáo trạng đã chốt khi truy tố một tội danh với lập luận rằng kết quả điều tra xác định Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ lợi dụng các quyền tự do dân chủ thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng vi phạm các điểm A, B, khoản 3, điều 16, điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng năm 2018 đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Cũng theo Viện Kiểm sát, hành vi này chỉ xử lý về một tội danh do Hàn Ni, Trần Văn Sĩ đã bị khởi tố về tội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ Luật Hình sự, nên không có căn cứ để xem xét, xử lý thêm về các tội làm nhục người khác và vu khống, quy định tại Điều 155 và Điều 156 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cáo trạng công bố tại phiên tòa cho biết, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, ông Trần Văn Sĩ sử dụng tài khoản YouTube LS Trần Văn Sĩ, còn bà Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook nhà báo Hàn Ni để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội, có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng. Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra xác định bà Đặng Thị Hàn Ni đã có 4 phát ngôn đưa lên mạng xã hội, các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân, tổ chức trái quy định pháp luật, vi phạm điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng. Ông Trần Văn Sĩ đã đưa ra nội dung có thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam. Hai bị cáo Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đã đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng. Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng và đại diện theo ủy quyền của công ty cổ phần Đại Nam cùng quỹ từ thiện Hằng Hữu không yêu cầu bồi thường. Ngày mùng 1 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ. Được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Trần Văn Sĩ thừa nhận từ tháng 8 năm 2021 đến ngày 16 tháng 10 năm 2021, bị cáo còn sử dụng YouTube phát các thông tin về bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, công ty Đại Nam, quỹ tử thiện Hằng Hữu. Theo lời khai của bị cáo sĩ, ngày 15 tháng 8 năm 2021, bị cáo có phát nội dung Nguyễn Phương Hằng sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đá miệng, công ty cổ phần Đại Nam nợ nần chồng chất, vay mượn của nhiều người, nhiều doanh nghiệp. Khi chủ tọa hỏi không có kiểm chứng thì bị cáo lấy đâu ra những thông tin này để đưa lên mạng xã hội, bị cáo sĩ im lặng trước câu hỏi này. Bị cáo sĩ thừa nhận việc đưa các thông tin chưa kiểm chứng này lên mạng xã hội gây bất lợi cho bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng và công ty Đại Nam, bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, không oan sai. Khi được hội đồng xét xử hỏi về việc có lên mạng xã hội phát thông tin xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng hay không, bị cáo Hàn đi khai Sáng ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Hằng có phát thông tin xúc phạm mình nên đã lên mạng tìm hiểu và sau đó bị cáo livestream trên Facebook phản bác lại với nội dung bà Hằng có ngồi xổm trên pháp luật. Về nội dung tố cáo bà Hằng, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, có liên quan tới năm Cam, bị cáo Hàn đi Khai. Trong phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng trước đó, có nêu rõ tên khác của bà hằng là nguyễn thị thanh tuyền bị cáo hàn ni khẳng định các thông tin liên quan tới đời tư của bà nguyễn phương hằng đưa lên mạng xã hội là đúng sự thật và bị cáo căn cứ vào một phần thông tin và nội dung trong các bài báo chính thống đã đăng về bà hằng bị cáo hàn ni tỏ ra bức xúc khi bị bà hằng xúc phạm vu khống nhục mạ làm gái tống tiền doanh nghiệp phản động theo bị cáo, các thông tin bị cáo đăng trên mạng xã hội không nhằm mục đích xúc phạm bà Hằng mà bị cáo đưa thông tin về việc bà Hằng là người bình thường, là một công dân phải thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khi được hỏi về việc đăng thông tin về đời tư của bà Hằng có xin phép bà Hằng không, bị cáo Hàn Ni trả lời bị cáo không biết bà Hằng là ai, chỉ tới phiên tòa xét xử bà Hằng bị cáo mới gặp và biết bà Hằng nên không thể xin phép. Bị cáo khẳng định tại thời điểm đăng thông tin về bà Hằng bị cáo đã tìm hiểu và biết luật thông tin cá nhân. Luật bí mật cá nhân chưa được ban hành nên việc bị cáo lấy thông tin về đời tư của bà hàng trên mạng xã hội rồi đăng tải không phải là tiết lộ bí mật đời tư cá nhân. Dù thừa nhận hành vi của mình là sai nhưng bị cáo Hàn Ni cho rằng bản thân không nghĩ việc làm của mình tới mức phải xử lý hình sự. Theo đại diện Viện Kiểm sát, hai bị cáo Đặng Tị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, trái quy định của pháp luật. Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Hàn Ni cho biết công tác trong lĩnh vực pháp luật khoảng 20 năm, do đó, đại diện viện kiểm sát đánh giá bị cáo Hàn Ni đang có nhận thức sai lầm về pháp luật. Đại diện viện kiểm sát dẫn chứng, ví dụ trường hợp A đánh B thì B có được quyền đánh lại A không? Đại diện viện kiểm sát hỏi bị cáo Ni, bị cáo Ni đáp, bị cáo được quyền chống trả trong giới hạn cho phép. Viện kiểm sát nói, bị cáo chỉ được phép chống trả trong trường hợp không còn cách nào khác, không còn phương pháp giải quyết nào khác. Theo kết luận của công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Bình Dương, có tổng cộng 29 lần bà Ni bị bà hàng xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, các kết luận giám định cũng như lời khai của các bị cáo, vị đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hàn Ni mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù, bị cáo Trần Văn Sĩ từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong phiên xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho các bị cáo Đặng Thị Hằng Ni, sinh năm 1977, quê Quảng Ngãi và Trần Văn Sĩ, sinh năm 1957, quê Trà Vinh, nói lời sau cùng. Bị cáo Hằng Ni khóc. Bị cáo Hằng Ni nói, Kính thưa Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát, trước hết là tôi xin lỗi. Thời gian qua, tôi chịu rất nhiều mất mát trong phiên tòa hôm nay, Viện Kiểm sát có quyền nên tôi không dám tranh luận lại. Trong quá trình tôi bị tạm giam hơn một năm, các cơ quan tố tụng chỉ làm việc với tôi hai lần. Lần làm việc thứ hai, tôi nói rất rõ tôi đã gửi đơn cho công an và yêu cầu ngăn chặn bà Hằng ăn nói phản động để không gây tổn thương cho tôi, gia đình tôi và cơ quan tôi công tác. Tôi mong hội đồng xét xử xem xét toàn bộ vụ việc, hoàn cảnh của tôi. Trước đó, luật sư bào chữa cho biết mẹ bà Hằng Ni đã qua đời. Hiện bà Hằng Ni còn cha già hơn 80 tuổi. Luật sư đề nghị xem xét hoàn cảnh của bị cáo này để giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Trần Văn Sĩ thì mong được miễn trách nhiệm hình sự của bản thân và đồng phạm. Ông Sĩ cho biết đã rất thấm thí những phân tích của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo lời bị cáo này, lý do xin miễn trách nhiệm hình sự vì hiện nay dư luận đã không còn quan tâm đến bà Hằng nên tính chất mức độ phạm tội không còn nghiêm trọng nữa. Bị cáo Trần Văn Sĩ nói, Tôi thấm thía những lời của kiểm sát viên và chân thành nhận lỗi sai của mình. Tôi gần nửa thế kỷ lao động cống hiến, nửa năm qua thật sự quá kinh khủng với tôi. Tôi mong hội đồng xét xử xem xét lại, chiếu cố tôi vì tôi đã lớn tuổi, bệnh tật. Ở phần luận tội, đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hằng Ni, 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm tù, bị cáo Trần Văn Sĩ từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong phần bào chữa, 10 luật sư đều đề nghị hội đồng xét xử tuyên hai bị cáo mức hình phạt bằng thời gian tạm giam là đủ răng đe giáo dục và khoan hồng đối với hai bị cáo. Riêng luật sư bào chữa cho bị cáo Hằng Ni đề nghị viện kiểm sát rút khung hình phạt từ khoảng 2 xuống khoảng 1 đối với bị cáo Hằng Ni bởi bị cáo Hằng Ni chỉ thực hiện hành vi phạm tội một lần. Đối với một người là bà Nguyễn Phương Hằng, Hằng Ni chưa từng bị xử lý hành chính. Đồng thời, luật sư cũng cho rằng Hằng Ni phạm tội trong trạng thái bị kích động về tinh thần. Từ hành vi phạm tội của bà Hằng xúc phạm nghiêm trọng danh dự uy tín nhân phẩm của Hằng Ni 29 lần trong hai vụ án được nhập lại, đã được Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên bà Hằng 3 năm tù. Vì vậy, theo luật sư, việc kiểm sát áp dụng tình tiết định khung gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trực tự an toàn xã hội đối với bị cáo Hàng Ni là chưa phù hợp quá nặng. Bên cạnh đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho Hàng Ni, gồm người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong công tác khi hơn 20 năm công tác tại báo Sài Gòn Giải Phóng, bị cáo Ni được nhận hơn 20 bằng khen, giấy chứng nhận của Bộ Tài chính, Hội nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là người có nhiều đóng góp trong công tác thiện nguyện, phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.